Xin chào mọi người. Hôm nay Lộc có một niềm vui nho nhỏ và muốn chia sẻ với mọi người. Đó chính là Lộc đã quyết định để mua chiếc xe Polo. Trong những video trước, mọi người thấy chiếc xe Polo này Lộc đang chia sẻ đến mọi người để bán dùng cho khách hàng. Nhưng video hôm nay Lộc quyết định chọn chiếc Polo và Lộc cũng muốn chia sẻ mọi người tại sao Lộc chọn chiếc xe Polo này. Thì bởi vì hai lý do, mọi người hãy theo dõi sau đây. Lý do thứ nhất đó chính là sức khỏe. Như mọi người đã biết, trong thời gian dịch bệnh vừa rồi thì phương tiện cá nhân trở thành một phương tiện quan trọng cho việc mà phòng chống bệnh dịch Covid-19. Và điểm thứ hai, khí hậu Sài Gòn của chúng ta càng ngày càng ô nhiễm hơn. Lộc muốn sử dụng một chiếc xe để phục vụ nhu cầu cho gia đình và cho chính bản thân của mình, để mang đến sức khỏe. Và điểm thứ hai đó chính là an toàn. Chiếc xe Polo được thiết kế theo khung gầm liền khối công nghệ laser của Đức, chắc chắn, an toàn, cảm giác lái tốt. Và Lộc rất tự tin với những thiết kế trang bị an toàn của chiếc xe Polo mà xe Volkswagen Đức đưa đến cho tất cả những khách hàng trên thế giới này. Mặc dù chiếc xe Polo không có nhiều những option lung linh như những xe khác. Thực sự thì bản thân Lộc không có nhiều tiền để mua bằng tiền mặt chiếc xe này. Chính vì vậy mà Lộc phải lợi dụng vào kênh đòn bẩy chính là ngân hàng. Và ngày mai Lộc sẽ đưa chiếc xe này vào để vay ngân hàng. Nhưng vì hai lý do mà Lộc đã chia sẻ đó là sức khỏe và an toàn nên Lộc quyết định Lộc chọn Lộc mua. Mọi người cũng biết là khi Lộc mua lại chiếc xe cũ thì nó có những lợi ích. Lợi ích đầu tiên là giảm được cái thuế trước bạ, 10% thuế trước bạ. Và thứ hai thì nó cũng giảm thêm được một số tiền khi mà Lộc bỏ ra để Lộc mua, Lộc chọn cho mình. Tuy nhiên đó là điểm lợi, nhưng mà điểm hơi bất lợi một xíu là bây giờ Lộc đi bảo dưỡng thì không có được cái gói bảo dưỡng miễn phí nữa, hay là Lộc cũng không có được cái gói bảo hiểm vật chất xe. Đó là điểm lợi và bất lợi của Lộc. Còn đối với những khách hàng mua xe mới thì được những điểm lợi như sau. Đó là hiện tại VKF Central đang có chương trình ưu đãi cho xe, cũng như là những cái gói khuyến mãi như là một năm bảo hiểm vật chất xe, hay là gói phụ kiện, hoặc là tặng gói bảo dưỡng. Thì đó là những cái điểm lợi cho khách hàng khi mà mua xe mới. Còn mọi người cũng biết hiện tại về cái gói lãi suất của ngân hàng cũng rất là hấp dẫn. Chúng ta có thể chọn cái kênh đòn bẩy này để mua một chiếc xe phục vụ cho lợi ích của gia đình. Và sau đây Lộc sẽ lấy chính chiếc xe của mình để review về cảm giác lái, về khung gầm, về độ an toàn, cũng như về sự chắc chắn và mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe khi đi đường trường và đi trên đường cao tốc như thế nào mọi người nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu. Điều đầu tiên của chiếc xe này chính là vô lăng. Vô lăng của Polo thì không quá nhẹ nhưng vừa đủ để mọi người sử dụng. Khi mà đi ở tốc độ cao thì Lộc thấy vô lăng chắc, không có độ rung. Và mình đang đi khoảng tầm 450 km/h thôi. Rồi một xíu nữa Lộc sẽ đi tốc độ cao hơn. Về mức tiêu hao nhiên liệu thì Lộc đang đi ở đường trường và là thấy chiếc xe này nó đang thể hiện ở đây là 6,1 lít trên 100 km. Lúc trước đây thì Lộc thấy nó ở tầm là 5,9 lít trên 100 km. Cũng chia sẻ luôn là mình đổ 500.000 chạy từ Sài Gòn lên Bảo Lộc, sau đó Lộc chạy từ Bảo Lộc về dưới Vũng Tàu đây, và bây giờ ở đây nó còn ghi là còn 120 km nữa, nghĩa là Lộc sẽ chạy được từ Vũng Tàu về lại trên Sài Gòn thì mới hết 500.000. Cảm giác lái thì Lộc cũng chia sẻ
với mọi người rồi. Tuy nhiên là nói bằng lời á, thì có thể sẽ không làm cho mọi người tin tưởng nhiều. Mọi người có thể liên hệ với Lộc để lái thử xe của chính Lộc, hoặc là lái thử xe của hãng xe Volkswagen. Và như mọi người cũng biết, nhìn vào trong khoang nội thất của xe Volkswagen Polo thì không có lung linh những option, nhưng xe vừa đủ để chúng ta sử dụng những tính năng giải trí. Như ở đây là về màn hình giải trí có kết nối Android Auto, Apple Car, có Bluetooth. Đó. Như thế này thì cũng đủ để chúng ta sử dụng và nó là thực dụng nhất. Đồng thời về dàn lạnh của xe Polo, một dàn lạnh, nhưng mức độ lạnh thì khá tốt. Có thể chiếc xe châu Âu Volkswagen đến từ Đức này được sản xuất ở Ấn Độ, cho nên nó cũng đáp ứng với cái nhu cầu nhiệt đới ở khu vực Ấn Độ, cho nên Lộc chỉ cần để nấc số 1 về quạt gió và nhiệt độ là 24 độ như thế này thôi, thì cũng làm cho người bên trong cảm thấy mát và lạnh, phía sau cũng sẽ rất là cảm thấy mát. Dàn nội thất thì tất cả những chiếc xe sản xuất từ năm 2017 trở về đây thì đều trang bị là bộ ghế da. Đó, mọi người xem trang bị bộ ghế da của nó. Vô lăng cũng là vô lăng da đây. Về dàn đèn ở bên này á, mình hiện tại thì mình vẫn phải sử dụng là cơ, nhưng mà nếu muốn nâng cấp lên thì nâng cấp lên cái bộ công tắc này cũng dễ thôi mọi người, nó cũng chẳng bao nhiêu tiền cả, để có thể là lên auto. Và nếu mà lên auto thì mình cũng nên lên cái dàn đèn đèn led á. Đợt trước có một chiếc xe của Lộc, khách hàng đã lên cái dàn đèn led cũng rất là đẹp. Ở bên trong thì Lộc sẽ chia sẻ đầy đủ cho mọi người. Sau đó chút xíu nữa Lộc sẽ quay phía bên ngoài những cái chiếc Volkswagen Polo mà Volkswagen Việt Nam đang phân phối tại Việt Nam á, cho mọi người cùng xem về màu sắc cũng như là hình thể mới của những chiếc xe Polo 2020 bây giờ. Xe Polo 2020 thì Lộc cũng chia sẻ rằng là nó không có khác biệt nhiều so với dòng xe Polo 2018, 2019 hay 2017. Nó chỉ khác một chút về cái body ở bên ngoài, còn về khung gầm, động cơ, máy móc thì đều giống như trong như nhau, nội thất cũng vậy, cũng giống như nhau hết. Những cái chiếc như là còn về Polo sedan nhá, Polo hatchback thì Lộc chia sẻ là bây giờ thì có 2019, 2020, nhưng Polo sedan thì đã hết hàng ở Việt Nam, và đời cao nhất của Polo sedan nó là 2017. Chiếc xe này của Lộc thì là đời cao nhất của Polo sedan, là sản xuất 2017 và được đăng ký vào tháng 5 2019, và còn rất là mới. Đây cũng là một cái sự lựa chọn may mắn của Lộc khi mà Lộc mua chiếc xe này. Sau cái buổi review hôm nay thì mọi người cũng sẽ biết là Lộc sẽ mang chiếc xe này vào ngân hàng để gửi gắm ngân hàng và mượn tiền để mua xe. Rồi bây giờ Lộc sẽ chạy với tốc độ cao để xem về cái cảm giác về độ chắc của khung gầm cũng như là vô lăng và chân ga. Bây giờ mình đang chạy tốc độ là 80 rồi lên 100, và mọi người sẽ thấy ở đây chân ga đây 80 km/h, không có rung lắc gì đâu. Là đường đông quá cho nên Lộc không thể chạy hơn được. Đó, cũng lên tới 100 rồi. Vô lăng rất là chắc. Và chân ga của mình thì không thấy có độ rung nha. Đường đông quá cho nên Lộc chỉ chạy được khoảng tầm 80. Lúc nãy thì nó có lên được 90. Và vô lăng nè, vô lăng đó. Thấy không? Trời mưa và đường đông. Chắc chắn đang quay cho mọi người chi tiết á. Xe thì khi qua những cái G á, nó dập tắt dao động khá là nhanh,
nó không có tạo cái cảm giác chao đảo cho người bên trong. Ở trên vô lăng thì cũng có những cái nút bấm để mình có thể là những cái nút bấm đa phương tiện, hay là điều chỉnh tìm hiểu trên cái màn hình lái. Đi đường cao tốc thì xe mình đi đường trường, đường cao tốc thì rất là chắc và cảm giác thấy là an tâm khi mà mình cầm vô lăng đó mọi người. Rồi về phần vô lăng, khi Lộc đi chậm, Lộc đi vào những cái đoạn đường nhỏ nhỏ này để đánh lái cho mọi người xem. Khi xe mình nổ máy lên, đánh lái cũng rất là nhẹ nhàng này mọi người. Lộc đang đánh lái qua những cái khúc cua nhỏ này. Đó. Đó, lên ga. Xe cũng 1.6, không có turbo, nhưng không có turbo á, nhưng mà cũng mạnh mẽ. Đây Lộc đánh lái, Lộc quay đầu lại ở chỗ này cho mọi người xem cái cảm giác lái. Về cái vô lăng á, vô lăng cũng gọn gàng, cũng khá là nhẹ nhàng đó. Lộc đánh lái không có gì nặng, bởi vì những cái chiếc xe mà từ đời 2017 trở đi á, và đặc biệt là cái chiếc xe Polo sedan này của Lộc, nó có cái mâm 16 in, mâm nó lớn hơn so với chiếc xe Polo hatchback và chiếc xe Polo 2016 á. Vì vậy vô lăng nó không có còn cái cảm giác rơ như những cái chiếc xe Polo sedan 2016 hoặc là Polo hatchback nữa, mà vô lăng này nó chắc hơn, nó có phần nào nhẹ hơn, bởi vì nhờ cái mâm nữa nhá, là nó không có độ rơ này mọi người. Mình đánh lái rồi không có độ rơ đâu. Đó, bây giờ Lộc sẽ đi qua những cái đoạn này, qua những cái khúc cua hoặc là rẽ trái rẽ phải để mọi người thấy xem coi nó có nhẹ nhàng hay không nha. Đó, mình đánh lái qua bên trái đi. Đó, mình đánh lái qua bên trái. Nè, mình một tay mình xoa nè, xoa nhẹ nhàng để mình đánh lái thôi. Về cái góc quay đầu á, cái chỉ số quay đầu của chiếc xe này cũng khá là gọn. Ví dụ như đoạn đường này Lộc sẽ quay đầu lại nè. Đoạn đường này thì không quá là hẹp, nhưng cũng nói lên được cái mức độ về chỉ số quay đầu, góc quay đầu của xe nó cũng gọn nhỏ. Nó cũng gọn hơn. Đây, khi mà mình quay đầu. Đó, ví dụ như thế này. Lộc sẽ quay hết. Hơi cấn lè một xíu. Sẽ dè lại một tí thôi. Rồi. Nó sẽ hết lái rồi đó. Đó, mọi người thấy không? Vô lăng không quá nhẹ, vừa đủ để khi chúng ta vận hành. Đó là một cái chia sẻ của mình về vô lăng của Polo. Lộc cũng quay cho mọi người xem về mức độ sáng của đèn Polo. Đó, mọi người nhìn cái mức độ sáng của đèn Polo. Hiện tại Polo vẫn sử dụng đèn halogen, cho nên mọi người thấy rằng cái cặp đèn nó không có được đẹp nhiều, nhưng mà độ sáng như thế này thì cũng vừa phải và đủ để mình đi xa. Tuy nhiên nhưng mọi người muốn cho bộ đèn của mình, phía đầu xe của mình nó đẹp hơn, nó có cái hình hài giống như chiếc xe Tiguan, thì có thể nâng cấp lên bộ đèn để vừa thứ nhất là thẩm mỹ, thứ hai nó có được ánh sáng màu trắng đẹp khi mà mình đi vào ban đêm, nó tạo ra ánh sáng nhiều hơn. Còn riêng về Polo hiện tại thì vẫn đang sử dụng đèn halogen, cho nên mức độ sáng của nó không nhiều như đèn LED mà mình cần nâng cấp lên nhé. Đó là chia sẻ của Lộc về ánh sáng của đèn xe Polo. Rất là chân tình, Lộc chia sẻ là cái điểm mà đáng mua nhất của chiếc Polo này mà Lộc quyết định Lộc chọn, kinh nghiệm làm ở trong hãng của mình cũng nhiều năm, mình chọn mua chiếc này chính là vì cái khung gầm chắc chắn, cái độ an toàn của khung gầm
sự cứng cáp, cảm giác lái tốt, cho nên Lộc mới quyết Lộc mua. Với tầm tiền này thì Lộc nghĩ để có thể mua được một chiếc xe Đức mà có đời cao như thế này để phục vụ cho nhu cầu gia đình thì nó đúng thực sự là thực dụng và vừa đủ để mình sẵn sàng đánh đổi để mua chiếc xe. Đây là điểm mà Lộc xin được chia sẻ. Thì mọi người cảm thấy là những lời chia sẻ của Lộc chân tình thì liên hệ với Lộc để có thể biết hiểu sâu hơn về dòng xe Volkswagen ở Việt Nam và sở hữu cho mình những chiếc xe Volkswagen với những độ an toàn cao, cảm giác lái tốt. Sau đây Lộc quay những cái hình ảnh chiếc xe Polo mới ở Việt Nam cho mọi người xem, và mọi người hãy đón xem những video tiếp theo. Nếu video này bổ ích cho mọi người hãy nhấn vào subscribe để ủng hộ kênh của Thanh Lộc nha.